Thông điệp của Iran đã được chuyển tới Israel thông qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary, người đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel để chuyển tiếp thông tin. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz ngày 5 tháng 8 đã cho biết Iran đã quyết định tấn công Israel trong bối cảnh có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm tránh mọi hành động quân sự có thể gây ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Tehran và Tel Aviv. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó đã chuyển thông điệp của Iran tới Israel, người đã gọi điện cho Ngoại trưởng Katz để nói rằng ông đã nhận được thông tin này từ quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri. Hungary là quốc gia thành viên NATO, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Iran đã nói với chúng tôi rằng họ có ý định tấn công Israel. Thế giới nên yêu cầu Iran phải trả giá cho bất kỳ hành động gây hấn nào mà nước này thực hiện. Trong cuộc thảo luận giữa ông Bagheri và người đồng cấp Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani, Ngoại trưởng Iran cũng đã nói về quyết tâm của Tehran trong việc đáp trả vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào tuần trước. Israel chưa nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng nhiều người cho rằng chính nước này đã thực hiện vụ tấn công. Ngoại trưởng Bagheri đã viết trên X, trước đây là Twitter, rằng sự im lặng trước những hành động ngày càng leo thang của Israel sẽ gây ra bất lợi cho sự ổn định của khu vực và sự thờ ơ trước những động thái gần đây của Tel Aviv cũng giống như đang tạo cho họ một động lực. Mỹ cho biết rằng họ tin rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra trong vòng 48 giờ tới, có lo ngại cho rằng có thể phối hợp các cuộc tấn công với các nhóm thân nước này như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và những nhóm khác ở Syria và Iraq. Israel đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tuần trước khiến cho chỉ huy Hezbollah Fuad Suku thiệt mạng tại Beirut, Liban. Phản ứng của các bên liên quan khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ họp vào chiều ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương với nhóm cố vấn an ninh quốc gia của mình để thảo luận về tình hình. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM, tướng Michael Eric Kurila đã đến thăm Israel vào cùng ngày và gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant và tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Trung tướng Hezi Halevi. Vào tháng 4 vừa qua, Mỹ, Israel, Jordan, Vương quốc Anh và Pháp đã bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công trực tiếp của Iran. Ả Rập Saudi đã ngầm ủng hộ liên minh này. Theo các phương tiện truyền thông, Ả Rập Saudi lần này tuyên bố sẽ không cho phép tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái UAV của Iran di chuyển qua không phận của mình. Về phần mình, Jordan đã cho biết họ muốn không phận của mình vẫn trung lập. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5 tháng 8 cũng đã trao đổi với Thủ tướng Qatar Al-Thani và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Ba Abdel Lati về những căng thẳng trong khu vực. Điều này diễn ra sau khi cuộc thảo luận với người đồng cấp của ông tại các nước G7 và Thủ tướng Iraq Mohammed Sia Al-Sudani vào hôm 4 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã nói với các phóng viên rằng chúng ta đang ở thời điểm quan trọng đối với khu vực. Điều quan trọng là tất cả các bên phải có hành động trong những ngày tới để kiềm chế leo thang và xoa dịu căng thẳng. Trong khi đó, Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Nga, đang có chuyến thăm Iran và gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng với các quan chức an ninh cấp cao của Iran trước khi Tehran cân nhắc phản ứng trước vụ ám sát Haniyeh. Ông Pezeshkian nói rằng Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng Iran trong những thời điểm khó khăn và lưu ý thêm rằng lập trường chung giữa Iran và Nga trong việc thúc đẩy một thế giới đa cực chắc chắn sẽ dẫn đến an ninh và hòa bình toàn cầu lớn hơn. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa bình luận công khai về tình hình căng thẳng leo thang gần đây ở Trung Đông, các quan chức cấp cao của Nga đã cho biết những đối tượng đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh đang tìm cách phá hoại mọi hy vọng hòa bình ở Trung Đông và lôi kéo Mỹ vào hành động can dự quân sự. Theo hãng tin RT, một thông tin nóng được nhà báo Israel Ben Kaspit tiết lộ mới đây cho thấy cơ quan an ninh Simbet đã chuẩn bị hầm trú ẩn bên dưới Jerusalem để các nhà lãnh đạo chính trị Israel làm việc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện vào nước này. Ông Kaspit cho biết hầm trú ẩn chỉ huy và kiểm soát mới được chuẩn bị sẽ kết nối với hầm trú ẩn bên dưới căn cứ quân sự Khaya ở thủ đô Tel Aviv với tất cả các hầm trú ẩn khác trải rộng khắp Israel. Nhà báo Israel cho biết thêm, nó cho phép lưu trú lâu dài và miễn nhiễm với mọi loại vũ khí. Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ phía Iran. Các quan chức Iran cho hay, đây sẽ là hành động trả đũa cho việc Israel bị cáo buộc ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Chia sẻ với Axios vào ngày 3 tháng 7, các quan chức Mỹ cho hay khả năng cuộc tấn công của Iran sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 8. Và lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban cũng có thể tham gia trả thù việc Israel sát hại chỉ huy Fuad Suku ở Beirut.
Hiện chưa rõ Iran sẽ sử dụng vũ khí gì để chống lại Israel. Tuy nhiên, các nguồn tin của Axios cho rằng Tehran có thể sẽ làm theo kịch bản như hồi tháng 4 khi phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Israel để đáp trả vụ Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Cuộc tấn công này phần lớn đã bị hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn, nhưng một số tên lửa Iran cũng đã bắn trúng mục tiêu. Phía Israel xác nhận, cuộc tấn công của Iran chỉ gây thiệt hại tối thiểu cho các cơ sở quân sự. Trước đây, các chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel cũng từng điều hành chiến tranh từ các hầm ngầm dưới lòng đất. Chiến dịch không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF tại dải Gaza vào năm 2021 đã được dàn dựng từ khu phức hợp dưới căn cứ Khoya, một bong ke chống hạt nhân được mệnh danh là pháo đài Giant. Trong một báo cáo về pháo đài Giant, tờ New York Times từng đề cập đến sự tồn tại của một hầm trú ẩn khác gần Jerusalem dành cho các nhà lãnh đạo chính trị của Israel. Hiện không rõ liệu nhà báo Kaspit và tờ New York Times có đề cập đến cùng một cơ sở hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nhóm họp với các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao vào ngày 4 tháng 8 để thảo luận về cách Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này sẽ phải trả giá nếu thực hiện tấn công. Theo tờ Wall Street Journal và Times of Israel, Iran tuyên bố sẽ tấn công Israel ngay cả khi điều đó có nghĩa là chiến tranh. Căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang kể từ ngày 31 tháng 7 khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran trong một cuộc tấn công mà Iran đổ lỗi cho Israel và tuyên bố sẽ trả đũa. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Jordani và Liban đã tới Iran để cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng Iran tuyên bố đã quyết tâm đáp trả Israel và không quan tâm nếu động thái đó châm ngòi chiến tranh. Cùng lúc, Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu thúc giục Iran giảm căng thẳng và cảnh báo bất cứ hành động tấn công nào của Tehran sẽ gây tổn hại lớn đến những nỗ lực phát triển quan hệ với phương Tây của tân Tổng thống Iran. Hãng tin NBC ngày 4 tháng 8 dẫn lời một quan chức của Israel giấu tên cho biết Israel đang chuẩn bị cho khả năng một cuộc tấn công do Iran đứng đầu sẽ xảy ra, gồm cả việc nước này bị nã tên lửa suốt nhiều ngày. Trang web Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel nói, Iran có thể tấn công Israel sớm nhất là vào ngày 5 tháng 8. Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào chống lại nước này sẽ bị trả đũa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lặp lại điều đó khi phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần vào ngày 4 tháng 8 rằng nhà nước Israel đang trong cuộc chiến đa mặt trận chống lại trục ma quỷ của Iran. Ông Netanyahu cũng đã họp với các quan chức an ninh và trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã tổ chức một cuộc tham vấn tương tự với các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, cuộc họp tập trung vào các diễn biến an ninh và các lựa chọn khác nhau để đánh giá các nỗ lực tấn công của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Theo kênh số 12, Israel vẫn chưa có bức tranh toàn cảnh về các cuộc tấn công sắp diễn ra. Cơ quan an ninh nước này đang cân nhắc khả năng thực hiện các hành động phòng ngừa hoặc tấn công, bao gồm cả ở Liban hoặc ở những nơi khác khi cần thiết. Theo hãng tin Axios, tướng Michael E. Curiella sẽ đến thăm một số quốc gia vùng vịnh, Jordan và Israel và cố gắng huy động các đồng minh quốc tế và khu vực để cùng nhau đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4 tháng 8 cho biết, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Vũ trang Mỹ CENTCOM, tướng Michael E. Curiella đã đến khu vực Trung Đông vào ngày 3 tháng 8. Hãng tin Axios trích dẫn các nguồn tin đưa tin chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào Israel mà quốc gia này có thể sẽ sớm thực hiện. Theo đó, người đứng đầu CENTCOM sẽ đến thăm một số quốc gia vùng vịnh, Jordan và Israel và cố gắng huy động các đồng minh quốc tế và khu vực để cùng nhau đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Theo các nguồn tin, Jordan được kỳ vọng là điểm nhấn trong chuyến đi của Curiella vì nước này đóng vai trò chính trong việc đánh chặn các máy bay không người lái của Iran bay về phía Israel vào ngày 13 tháng 4. Axios chỉ ra rằng, phía Mỹ và Israel không biết liệu Iran và phong trào Hezbollah của người CIA có quyết định cùng nhau thực hiện chiến dịch hay không. Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công dự kiến được triển khai vào ngày 5 tháng 8. Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố họ sẽ gửi thêm lực lượng đến khu vực Trung Đông để bảo vệ Israel, bao gồm các tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Mỹ cũng đang chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ. Căng thẳng ở Trung Đông đã leo thang trong những ngày gần đây sau vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu nhánh chính trị của phong trào Hamas của người Palestine, khi ông có mặt tại Tehran và vụ thanh trừng thủ lĩnh quân sự của Hezbollah Fawad Sokhr tại Beirut. Hamas và Hezbollah đã quy trách nhiệm cho Israel về các vụ việc và cho biết họ sẽ làm rõ những vụ việc này.
giao tranh dữ dội giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tiếp tục bùng phát tại khu vực dọc biên giới giữa hai quốc gia. Theo các nguồn tin giấu tên, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 9 cuộc không kích vào 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban, cũng như 3 cuộc không kích vào các khu vực ở biên giới Liban và Syria. Về phía lực lượng Hezbollah, tổ chức này tuyên bố sử dụng tên lửa tấn công mục tiêu vào các vị trí của Israel, cũng như bắn một tên lửa phòng không và một máy bay chiến đấu của Israel đang bay trên không phận của khu vực phía Tây Nam, khiến máy bay phải chuyển hướng về phía không phận của Palestine bị chiếm đóng. Ngoài không kích, hai bên còn sử dụng súng máy hạng nặng, pháo binh và pháo kích trong các cuộc giao tranh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Còn tại khu vực dải Gaza, nhiều loạt rocket được phóng từ Gaza vào miền nam Israel trong đòn tấn công lớn nhất nhiều tuần qua. Các vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt còi báo động xung quanh thành phố Kiryat Malachi và ở một số cộng đồng dọc biên giới nước này. Theo lực lượng phòng vệ Israel, các quả đạn đều rơi vào khu vực chống trải hoặc bị hệ thống phòng không tầm ngắn, vòng sắt bắn hạ và không gây ra thương vong. Đây là những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran và các cuộc trả đũa giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tại khu vực biên giới hai nước khiến một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Iran mới đây tiết lộ đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ đạo tấn công trả đũa vào Israel. Tuy nhiên, cách thức và quy mô trả đũa của Iran lần này vẫn là điều chưa rõ. Trước những diễn biến dồn dập ở khu vực Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 8 thông báo sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông bằng cách triển khai thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả cam kết bảo vệ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã ra lệnh triển khai thêm các tàu tuần dương và khu trục hạm có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo tới Trung Đông và các khu vực thuộc Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, cũng như một phi đội chiến đấu mới tới Trung Đông. Bộ trưởng Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran, các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin cũng đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối với an ninh của Israel và thông báo cho Bộ trưởng về các biện pháp bổ sung, bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà bộ này sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng việc leo thang hơn nữa là không thể tránh khỏi và tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc giảm leo thang và căng thẳng, bao gồm cả việc hoàn thành lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin. Có thể thấy, tình hình ở khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kéo dài đã gần 10 tháng qua, khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng ở dải Gaza và 1.400 người thiệt mạng ở Israel. Cùng với đó là các cuộc giao tranh diễn ra gần như mỗi ngày giữa Israel và Hezbollah. Đến nay đã cướp đi sinh mạng của 530 người tại Liban và 47 người tại Israel. Một loạt diễn biến mới leo thang phát đi những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực chưa bao giờ ngơi tiếng súng này.